Đây là một bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật. Trong lúc đang ngủ, cậu nhóc này đã bị đánh thức bởi tiếng tóp tép. Quay sang nhìn thì đứa em đang ăn giấy vì đã nhịn đói cả tuần. Tất cả có 4 anh chị em, chúng đã phải chịu đựng cảnh này cả mấy năm trời, cũng chỉ vì bà mẹ vô tâm đã bỏ đi, để lại 4 đứa con chưa đầy 10 tuổi tự chăm sóc lẫn nhau trong căn phòng chật hẹp, thiếu đi tình thương của mẹ và không có tiền. Chúng đã phải đối diện với đói rét, điện nước cũng chẳng có, thậm chí còn phải đối diện với cái chết vì thiếu thốn đủ thứ. Cách đây vài tháng, mẹ con Akira đã chuyển đến thuê một ngôi nhà mới. Chỉ khi thấy bà mẹ nói chỉ có 2 mẹ con đến thuê nhà, thì ông chủ nhà mới đồng ý cho thuê. Nhưng ông không thể biết rằng, không chỉ có 2 mẹ con như bà mẹ đã nói, mà thực chất họ còn 2 đứa nữa đang trốn trong vali đồ. Nhưng như thế vẫn chưa hết, mà họ vẫn còn một cô con gái đang đợi ở nhà ga. Đã thuê được nhà, Akira liền đến đón em gái, rồi đợi đến khi chủ nhà thì mới lén lút đưa em vào căn nhà họ mới thuê. Tổng cộng họ có 4 anh chị em, nhưng họ chỉ là những người anh em cùng mẹ khác cha. 4 đứa đều là con của 4 người yêu cũ khác nhau của mẹ. Ngay khi chuyển về đây, mẹ liền nói nội quy, đó là cả 4 anh em không được gây ra tiếng ồn và không ai được ra khỏi nhà trừ anh cả. Vì một khi bị ông chủ phát hiện có những người khác là cả gia đình họ sẽ bị đuổi. Sau khi dặn dò anh cả chăm sóc các em, bà mẹ cũng đã lên đường đi làm. Mấy anh chị em cũng đã sống tự lập từ lâu, nên không có mẹ ở nhà chúng vẫn tự giác làm việc, tự chăm sóc bản thân của mình. Người lớn nhất là anh cả Akira, nên cậu sẽ đảm nhiệm công việc đi chợ mua đồ ăn, đem về nấu cho các em. Đợi các em ăn xong thì Akira lại đi rửa bát, rồi lại cẩn thận chuẩn bị nước ấm cho các em tắm. Đợi đến khi 2 đứa nhỏ đã ngủ say thì lúc đó bà mẹ mới đi làm về. Cuộc sống như vậy cũng đã diễn ra từ khi mấy đứa con nhỏ. Vì mẹ là một người không có chồng, nên gia đình của họ rất khó khăn và không được hoàn hảo như những gia đình khác. Cả 4 đứa đều muốn đi học, nhưng mỗi lần nói ra bà mẹ đều trả lời rằng đến trường chẳng có gì vui đâu. Nhưng thực chất là bà mẹ không có đủ khả năng nuôi mấy đứa ăn học. Và mỗi lần tâm sự với Akira, bà cũng đều nói mình đã kiếm được một người đàn ông giàu có, đợi đến khi kết hôn sẽ đưa 4 anh em đến sống ở một biệt thự rộng rãi. Có vẻ đó là một tin tốt, nhưng từ lâu Akira đã không còn hy vọng vào những lời mẹ nói. Tối nay bà mẹ lại đi làm về muộn, lần này còn say rượu làm mấy đứa em đang ngủ bị đánh thức. Sáng hôm sau, ngay khi thức dậy, Akira đã thấy một bức thư mẹ để ở bàn. Bên trong là một ít tiền, kèm theo nội dung của bức thư nói mấy anh em hãy tự chăm sóc nhau, còn bà sẽ đi làm ăn xa một thời gian nữa sẽ về. Mấy anh em cũng đã quen với cảnh này, giờ lặp lại thêm lần nữa thì chúng cũng không coi đó là vấn đề. Số tiền mẹ gửi Akira không hề chi tiêu phung phí, thay vào đó là cậu đi gửi tiết kiệm phòng khi mẹ đi lâu không về, rồi còn tính toán tiền chi tiêu một cách cẩn thận để 4 anh em có thể dùng nó được lâu nhất. Nhưng đã 1 tháng trôi qua mà mẹ vẫn chưa về, số tiền mẹ đưa cũng chẳng còn bao nhiêu. Mỗi đêm Akira đều trằn trọc suy nghĩ không tài nào ngủ được. Cậu đã gọi cho mẹ cả nghìn lần nhưng bà ấy vẫn không bắt máy. Dần dần tiền mẹ đưa cũng đã tiêu hết, không đỡ nhìn các em chịu đói. Akira đã đến tìm bạn trai cũ của mẹ là bố của một trong 4 anh em. Anh ta cũng không có nhiều, trong túi còn vài đồng lẻ cũng đã đưa hết cho Akira. Số tiền ít ỏi đó cũng đã nuôi sống 4 anh em thêm được vài ngày. May mà bà mẹ cũng đã về, lần này còn có cả quà cho 4 đứa, nên chúng đã bỏ qua chuyện mẹ đi cả tháng. Nhưng đến sáng sớm hôm sau, bà ta lại dọn dẹp quần áo, sau đó thì lại lên đường chuẩn bị đi làm. Nhưng lần này bà ta không còn nói là bao giờ sẽ về. 3 đứa em bé không được ra ngoài vì sợ chủ nhà phát hiện sẽ đuổi họ đi, nên mấy đứa cả ngày chỉ chơi loanh quanh ở phòng khách. Cho dù đồ chơi bị rơi ra ban công thì cũng không dám đi ra để nhặt. Nhưng lại 1 tháng nữa đã trôi qua mà mẹ vẫn chưa về, mùa Giáng sinh cũng đã đến. Đó là dịp để gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau, còn 4 anh em thì chỉ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm mà không có hình bóng của mẹ. Dần dần tiền mẹ đưa lại sắp cạn kiệt, Akira phải chi tiêu hết sức tiết kiệm. Mỗi ngày cậu thường đứng đợi ở siêu thị đến đêm muộn, đợi mặt hàng nào bán ế được giảm giá cuối ngày thì cậu mới mua. Bữa ăn giờ đây mỗi người cũng chỉ được một hộp mì tôm. Em trai ăn không đủ no còn phải trộn thêm cơm vào mì, cố gắng ăn nó để chống lại cơn đói. Đợi mãi đến Tết thì họ mới nhận được phản hồi từ mẹ. Bà đã gửi cho bố anh em mỗi người một phong bao lì xì, bên trong là những số tiền ít ỏi để làm mấy đứa vui. Những lúc các em hỏi đến mẹ, Akira cũng chỉ nói dối rằng tuần tới mẹ sẽ về, rồi đợi đến khi ông chủ nhà đi ngủ, Akira đã dẫn cô em gái út ra bến tàu chờ mẹ. Điều đó chỉ để dỗ dành em gái, còn thực chất thì Akira biết có chờ cả tháng nữa thì chưa chắc mẹ đã về. Mặc dù đã hy sinh mọi thứ để chăm sóc cho 3 đứa em của mình, nhưng cuộc sống này thì ai chẳng có ước mơ. Akira cũng không phải là ngoại lệ, cậu luôn mơ ước mình sẽ được chơi bóng chày, được sống như những đứa trẻ cùng trang lứa, ngày ngày đi học rồi đi chơi cùng nhau. May mà lần này cậu đã kết bạn được với 2 cậu nhóc khác, chúng thường xuyên đưa Akira đi chơi cùng, làm cho Akira rất vui vì đây là lần đầu cậu có bạn, thậm chí cậu còn dẫn 2 thanh niên đó về nhà của mình chơi game. Cứ ngỡ đây sẽ là một tình bạn đẹp, mãi đến khi 3 người đi siêu thị cùng nhau, 2 cậu nhóc đó đã ép Akira vào siêu thị trộm đồ chơi cho chúng. Khi Akira không làm theo thì 2 tên đó đã nghỉ chơi với cậu. Đến lúc đó cậu mới nhận ra chúng chơi với mình chỉ để lợi dụng.
khi không còn lợi dụng được nữa thì sẽ bỏ cậu mà đi. Chỉ có ba đứa em vẫn mãi ở bên cậu trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay cậu đã gặp được một cô gái tên Kyoko. Cô ấy là một học sinh luôn bị các bạn cùng trường bắt nạt, nên Kyoko thường xuyên trốn học không đến trường nữa. Đã lâu không đóng tiền điện nước nên họ đã đến nhà Akira, nhưng cậu chưa có tiền trả nên đã phải trốn đi. Vì để kiếm tiền, Akira đã đến siêu thị xin được làm việc ở đó. Nhưng chỉ mới 8 tuổi nên không ai chịu nhận cậu vào làm cả. Thấy anh trai lo lắng về chuyện tiền nong, cô em gái Saki đã đưa tiền tiết kiệm riêng của mình cho Akira. Đó là số tiền cô bé tiết kiệm nuôi ước mơ mua đàn piano. Nay vì bốn anh em mà cô đã từ bỏ ước mơ đó. Thấy các em bị nhốt ở trong nhà mãi cũng chán, Akira đánh liều dẫn ba đứa trốn ra ngoài chơi. Quả nhiên điều đó đã làm chúng vui hơn hẳn, vì cả năm nay chúng chưa được ra ngoài chơi bao giờ. Thấy ven đường có nhiều hoa dại, bốn anh chị em đã lấy đất ở công viên về, rồi dùng hộp mì tông bỏ làm chậu hoa, để trồng một vườn hoa ở trước cửa ban công phòng trọ. Nhưng mãi không trả tiền điện nước, nhà của bốn anh em cũng đã bị cắt điện, ngay cả nước cũng không có. Mà hiện tại lại đang là mùa hè nắng nóng, thiếu hai thứ đấy thì quả thật rất khó sống. Nên mấy anh chị em đã phải đến dùng nước ở công viên. Cô gái Kyoko cũng đang trốn học ở đây, cậu em trai đã đến bắt chuyện với cô bé. Đây là lần đầu tiên có người chủ động đến nói chuyện với mình nên Kyoko khá vui. Nên cô đã mở lòng cùng vui chơi với mấy anh em nhà Akira, và Akira cũng dẫn cô về nhà của mình. Mặc dù nhà của bốn anh em khá bừa bộn, nhưng Kyoko không hề để ý đến điều đó, vì không có mẹ căn nhà bừa bộn cũng là điều dễ hiểu. Càng ngày bốn anh em càng thân với Kyoko, cô ấy cũng thường xuyên trốn học đến chơi cùng họ, và điều không ngờ rằng gia đình của Kyoko rất khá giả. Ngôi nhà của gia đình cô lớn hơn phòng trọ của bốn anh em rất nhiều. Thấy hoàn cảnh khó khăn của bốn anh em, Kyoko đã quyết định sẽ giúp đỡ. Nhưng không ngờ vì muốn kiếm tiền giúp Akira mà Kyoko đã chấp nhận đi hát cùng một người đàn ông bằng tuổi bố của mình. Hiểu rõ những đồng tiền đó đến từ đâu nên Akira đã từ chối sự giúp đỡ của cô. Sáng hôm sau, Akira đã bị đánh thức bởi tiếng tóp tét. Quay sang nhìn thì thấy cậu em trai đang ăn giấy. Không nỡ để em mình phải chịu đói như vậy, Akira chỉ đành lấy ra toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại, dùng nó mua được mấy gói mì tôm. Nhưng nước cũng đã hết nên chỉ có thể ăn sống. Thời tiết càng ngày càng nóng, điện cũng không có nên quạt điện cũng không thể hoạt động. Bốn anh em chỉ có thể chịu nóng qua ngày. Akira định lấy quần áo của mẹ đem đi bán, nhưng cô em gái đã ngăn cậu lại, rồi ôm đống quần áo của mẹ trốn trong tủ. Vì chán nản mà Akira đã bỏ đi chơi, cậu đã đến trường học xem những đứa trẻ khác chơi bóng chày. Đó chính là môn thể thao cậu luôn mơ ước được chơi. Thấy hoàn cảnh khó khăn của Akira, thầy giáo đã chủ động mời cậu vào chơi cùng một trận, rồi còn cho cậu mặc bộ quần áo của đội. Điều này làm cho Akira vô cùng vui. Lúc này cô em gái út ở nhà đã treo lên ghế để chăm sóc chậu hoa ngoài ban công, nhưng không may cô bé đã bị trượt chân ngã. Đợi đến khi Akira trở về thì có gọi như nào thì cô bé cũng không tỉnh. Điều đó chứng minh cô bé đã không thể qua khỏi. Ước mơ của em gái trước khi chết là được nhìn thấy máy bay. Để thực hiện ước mơ đó cho người em gái đã mất của mình, Akira đã phải đến tìm Kyoko nhờ sự giúp đỡ của cô. Sau khi cho xác của em gái vào vali, hai người họ đã đưa cô bé đến một mảnh đất vắng ở gần sân bay, đào một cái hố để chôn em gái ở đó. Như thế thì sẽ giúp em gái hoàn thành được ước mơ thấy máy bay của mình. Và giờ yên nghỉ ở đây thì ngày nào cô bé cũng sẽ được nhìn thấy máy bay. Còn Akira cùng với những người em còn lại vẫn sẽ phải tiếp tục sống, nhưng bao giờ hết khó khăn thì không ai biết. Và mẹ có trở về hay không thì cũng không ai biết. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!